Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trên kênh KBiz 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì hot? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Giữa cơn bão toàn cầu mang tên Blackpink cùng với siêu phẩm How You Like That vẫn đang càn quét khắp mọi mặt trận. BTS vẫn vững vàng chiến đấu khi tung ra MV cho ca khúc tiếng Nhật Stay Gone và thu về nhiều thành tích đáng kể. Cho dù không tạo được hiệu ứng bùng nổ như Girl Group, nhưng với một sản phẩm tiếng Nhật và không được quảng bá mạnh mẽ và cũng chỉ đánh mạnh vào thị trường Nhật Bản, thì những con số về view và trending mà Stay Gone đã làm được là rất khả quan. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, BTS đã chính thức tung MV ca khúc chủ đề Stay Gone nằm trong full album tiếng Nhật thứ tư Map of the Shore 7, The Journey, dự kiến phát sóng vào ngày 15 tháng 7 tới. Tuy nhiên, người hâm mộ bỗng nhận ra một điều bất thường trong sản phẩm Stay Gone của BTS. Đó chính là mặc dù đây là ca khúc tiếng Nhật, nhưng tiêu đề của ca khúc này lại không có phần tiêu đề bằng tiếng Nhật giống như các ca khúc phát hành tại thị trường nước này trước đó của BTS. Đặc biệt là việc Stay Gone được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Big Hit là Big Hit Label, chứ không phải là Universal Music Japan như thường lệ. Việc tiêu đề của Stay Gone không có phần tiếng Nhật thì không phải là lần đầu tiên. Ca khúc Live của nhóm cũng từng gặp trường hợp tương tự. Tuy nhiên, việc đăng tải trên kênh YouTube chính thức thay vì kênh quảng bá tại Nhật khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Nhất là khi trước đó, Universal Music Japan từng đăng tải một video nhá hàng về ca khúc Stay Gone, tạm coi là teaser cho album tiếng Nhật Map of the Shore 7 The Journey. Teaser một nơi nhưng MV lại một nẻo thế này, không biết là có ý đồ gì của Big Hit và BTS đây. Có ý kiến cho rằng việc đăng tải MV chính thức lên kênh YouTube chủ lực chính là vì mục đích tăng cường thành tích cho Stay Gone. Kênh YouTube Universal Music Japan chỉ vỏn vẹn 4 triệu người đăng ký, lại không phải kênh thường xuyên đăng MV của BTS nên chắc chắn sẽ không nhận được sự chú ý nhiều như bình thường. Bằng chứng là những MV tiếng Nhật của BTS phát hành trên kênh YouTube này đều có lượng view khá khiêm tốn so với phong độ thường thấy của nhóm. Ngược lại, việc đăng tải MV lên một kênh YouTube có hơn 38 triệu lượt đăng ký như là Big Hit Label chắc chắn sẽ là phương pháp hiệu quả để tăng thành tích cho sản phẩm. Rõ ràng, thành tích của Stay Gone sau 2 ngày khả quan hơn nhiều so với những ca khúc trước đó. Điều này cho thấy chiến lược của Big Hit đã đem lại hiệu quả dù teaser một nơi nhưng MV một nẻo. Nhưng câu hỏi đặt ra là, đang yên đang lành, phát hành những MV tiếng Nhật trên kênh tiếng Nhật, sao giờ Big Hit lại đột ngột chuyển sang kênh chính thức? Thị trường Nhật Bản vốn chẳng cạnh tranh về view, những ca khúc trước đó của nhóm cũng đạt thành tích không hề tệ. Nếu muốn đánh vào thị trường Nhật Bản thì nên sử dụng chiến lược hướng Nhật. Thay vì đặt tiêu đề bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, phải chăng Big Hit và BTS muốn kiếm thành tích quốc tế cho MV Stay Gone nên mới sử dụng chiêu trò này? Đặc biệt là khi mà MV của BTS còn ra trùng ngày trùng giờ với Blackpink nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.